Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 940 đến chương 944. Hắc Lâu Lan lườm hắn, ba khí rót vào cơ thể, bản chất sinh mệnh được thăng hoa, giúp cho nàng siêu phàm thoát tục, thành tựu cổ tiên. Cơ thể của nàng đã đạt đến tịnh hóa toàn diện. Cặp mắt bị thương cũng hồi phục lại như cũ. Ta phải giữ đám cổ tiểu gia tử khí lại để dùng luyện tiên cổ. Thời gian có hạn, chúng ta rút lui trước. Hắc Lâu Lan bác bỏ lời đề nghị của Khương Nguyên. Khương Nguyên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng người ta không đồng ý hắn cũng không còn cách nào mọi người tập hợp cùng một chỗ tất cả đều chui vào tiên khiếu của khương nguyên khương nguyên lưu luyến nhìn thoáng qua chiến trường băng nguyên đang bừa bộn cuối cùng thôi động cổ định tiên du sau ba hơi thở hắn biến mất ngay tại chỗ trở về phúc địa đại tuyết sơn chúng ta cứ như vậy mà để bọn chúng rời đi sao tuyết tùng tử tập trung cùng một chỗ với hắc thành hắc thành nhướng mày lạnh giọng nói cho dù ta có thuấn bất chuyển ngươi có thể đột phá phòng thủ đại quân hư ảnh lực đạo này không? Tuyết Tùng Tử nhìn đại quân vạn ngã vẫn còn lưu lại chiến trường, nhất thời nghẹn họng không nói ra được. Bên trong tĩnh thất ngọn núi thứ ba đại tuyết sơn. Thời tiết bên ngoài cửa sổ khá đẹp, tinh không vạn lý, không khí thoải mái, tuyết trắng núi cao, kết hợp với bầu trời xanh bát ngát tạo thành một bức tranh yên tĩnh xa xăm. Tĩnh thất, hương trà tràn ngập. Khương Nguyên nửa nằm nửa ngồi, toàn thân vết thương chồng chất, thở hổn hển thi huyết từ trên những vết thương của hắn chảy xuống mặt đất, tạo thành một vũng. Nhưng hắn không thèm quan tâm, một chút cảm giác đau đớn cũng không có, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, thời gian trôi qua đã gần một chén trà. Ngoại trừ hắn ra, trong tĩnh thất còn có ba người. Âu Dương Vân Sinh đứng bên cạnh Khương Nguyên, hai tay tung bay, đánh ra từng đạo hắc tuyến, chữa trị vết thương cho hắn. Lê Sơn Tiên Tử ngồi cạnh cửa sổ, đang pha trà, nhưng thật ra hơn phân nửa lực chú ý đều tập trung vào hắc lâu lan bên cạnh. Hắc Lâu Lan ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trang nghiêm, giống như một pho tượng. Ba bước của thăng tiên là nát khiếu, nạp khí và thả cổ. Lúc trước nàng độ kiếp ở băng nguyên, đã hoàn thành được hai bước. Sau khi thông qua định tiên du trở lại tĩnh thất, nàng đã tiến hành bước thứ ba. Dựa vào nội tình của nàng, nổ ra tiên khiếu là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bây giờ đoán chừng đang luyện chế tiên cổ bên trong tiên khiếu mới, chống lại thiên kiếp địa tài. Xem ra, nàng muốn tự mình đi một bước này, không muốn để người ngoài hỗ trợ nhưng một khi xảy ra chuyện hắc lâu lan sẽ lập tức cầu viện đến lúc đó lê sơn tiên tử âu dương vân sinh và khương nguyên sẽ nhanh chóng ra tay tiến vào tiên khiếu của hắc lâu lan giúp nàng chống lại thiên kiếp địa tài khi nước trà sôi lên hắc lâu lan thở ra một hơi chậm rãi mở hai mắt động tác này lập tức thu hút ánh mắt của ba người còn lại lê sơn tiên tử ngừng tay lo lắng hỏi thành công rồi sao hắc lâu lan gật đầu Lê Sơn Tiên Tử hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ bừng, gương mặt hiện lên sự hưng phấn, hơi nước nở, "Tiểu Lan, con là đại lực chân vũ thể, bây giờ đã trở thành tuyệt tiên thể, có được phúc địa hạng nhất, tiềm lực siêu phàm. Đây quả thật là vén mây gặp được trời xanh. Muội muội dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ rất vui. Cổ sư bình thường thăng tiên sẽ có phúc địa thượng trung hạ. Thập tuyệt thể thăng tiên, nguy hiểm rất lớn, đương nhiên cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Một khi bọn họ thăng tiên thành công, Phúc địa đều sẽ là phúc địa hạng nhất. Phúc địa thượng đẳng có từ 700 đến 900 vạn địa vực, dẫn động nhánh sông thời gian cỡ lớn, có được 30 viên tiên nguyên thanh đề, dựa vào thiên khí địa khí lưu lại bên trong tiên khiếu, giúp cho cổ bản mệnh, cổ hạch tâm. Phúc địa hạng nhất càng thêm rộng lớn, vượt qua ngàn mẫu, dẫn động nhánh sông thời gian khổng lồ, tiên nguyên thanh đề vượt quá 50 viên. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có thể thu được ít nhất hai con tiên cổ. Hắc Lâu Lan vẫn bình tĩnh, mặc dù đã trở thành cổ tiên nhưng vẫn chưa giết chết được lão tặc kia trong giọng nói bình thản khắc sâu sự cừu hận tận xương tủy hắc lâu lan thứ cho ta nói thẳng nếu muốn giết hắc thành dựa vào ba người chúng ta liên thủ dù chỉ đối phó với một mình ông ta chỉ sợ hy vọng quá xa vời âu dương vân sinh tằng hắng một tiếng mở miệng nói không sai muốn đánh bại một cổ tiên thì dễ nhưng muốn giết chết người đó thì rất khó khương nguyên cũng ngồi dậy cảm thán một tiếng thương thế trên người hắn trên cơ bản đã khỏi hẳn Lần trước, hắn đối chiến với mập nương tử của Tây Mạc, sau đó chiếm cứ ưu thế, mập nương tử bỏ chạy. Lần này giao chiến với Hắc Thành và Tuyết Tùng tử, mặc dù vạn quân quét ngang, cũng chiếm thế thượng phong, nhưng lại không vây khốn được bọn họ, để bọn họ bình yên thối lui về phía sau. Tuy sát chiêu vạn ngã mạnh, nhưng đối phương không cứng đối cứng với ngươi, ngươi sẽ không có cách nào. Cổ tiên đều là hạng người khôn khéo, đều biết đạo lý phong mang tránh địch. Trên thực tế, Khương Nguyên đấu với Hắc Thành trận thứ hai, chỉ khương nguyên chiếm thượng phong là không giả nhưng khó mà bền bỉ nếu để thêm một lát nữa hư ảnh lực đạo tự động tiêu tán sẽ đến phiên hắc thành lăng lệ phản công sát chiêu tiên đạo hoàn toàn tạo nên ưu thế thật lớn nhưng khó mà chuyển hóa thành thắng thế trên người hắc thành cho nên khi hắc lâu lan mở miệng yêu cầu rút lui khương nguyên cũng không phản đối vì thế hắn đã thúc giục định tiên du mang bọn họ về lại nơi này hắc lâu lan nhìn khương nguyên mỉm cười nói lần này có thể chống cự cường địch giúp ta độ kiếp thành công, cũng may mà có được sức mạnh của Khương Nguyên người. Đã là minh hữu, tất nhiên phải chăm sóc lẫn nhau rồi. Ánh mắt Khương Nguyên lóe lên tinh mang. Lần này hắn trợ giúp Hắc Lâu Lan, lần tiếp theo tiên hạc môn công kích phúc địa hồ tiên, trở ngại minh ước, bọn họ cũng sẽ giúp Khương Nguyên. Hai bên đều cùng có lợi. Dựa theo hiệp ước lúc trước, đây chính là cổ phương cổ tiểu gia tử khí. Ngoài ra, bổ nhân đã cho quý phương mượn 30 khối tiên nguyên thạch, cũng chỉ cần trả lại một nửa là được, Lê Sơn Tiên Tử nói. Hiện tại, nàng đã biết tính cách của Khương Nguyên. Chỉ có lợi ích hàng thật giá thật mới phù hợp khẩu vị của hắn. Khương Nguyên tiếp nhận cổ phương cổ tiểu gia tử khí, thở dài nói, lần đại chiến này, mặc dù ta thắng, nhưng cũng đã tốn mất 60 viên tiên nguyên thành đề. 15 viên nợ tiên tử, sợ rằng phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể trả lại. Lê Sơn tiên tử vì hắc lâu lan thăng tiên thành công, tâm trạng rất tốt, vội nói, không vội, không vội chừng nào khương nguyên ngươi dư giả thì ngươi trả ta cũng được ta sẽ không thu bất cứ tiền lãi nào của ngươi ngoài ra ngươi không phải muốn chúng ta nghe ngóng dùng ngươi truyền thừa trí đạo sao chẳng lẽ ngươi đã có tin tức gì rồi khương nguyên vui mừng trong lòng lê sơn tiên tử chậm rãi nói có một manh mối ngươi cũng biết mấy tháng trước đệ nhất cổ tiên trí đạo bắc nguyên là đồng trường phàm tạ thế ông ta đã lưu lại một bộ truyền thừa trí đạo hoàn chỉnh cho hậu nhân của ông là đồng dư lượng nhưng đồng dư lượng chỉ là phàm nhân khó mà duy trì truyền thừa cổ tiên nhất là truyền thừa này còn là truyền thừa chí đạo căn cứ vào tin đồn bộ truyền thừa chí đạo được đồng trường phàm bố trí tại một địa điểm bí ẩn thậm chí ngay cả cổ tiên đồng ra còn không biết vị trí cụ thể duy chỉ có đồng trường phàm là nắm giữ chút manh mối mà thôi mặc dù trước khi chết đồng trường phàm đã đạt thành minh ước với bộ tộc hoàng kim thế lực siêu cấp không được công phạt lẫn nhau nhưng ông không đạt thành hiệp định với cổ tiên ma đạo với năng lượng của ông còn chưa đến mức đen trắng ăn sạch. Truyền thừa trí đạo của đồng trường phàm đã sớm dẫn đến rất nhiều cổ tiên ma đạo ngấp nghé. Thậm chí ngay cả cổ tiên khác của đồng gia cũng không có biện pháp. Bởi vậy, đồng trường phàm mới bố trí những thủ đoạn này, chết để ẩn tàng truyền thừa trí đạo của mình, chỉ lưu lại cho người thừa kế mà ông ta công nhận, đồng dư lượng. Khương Nguyên không khỏi suy nghĩ, mặc dù ta có tiên cổ trí đạo nhạc sơn nhạc thủy, nhưng chỉ có thể sử dụng sơ sài, căn bản không phát huy được tinh túy của trí đạo bên trong bảo hoàng thiên có bán cổ trùng trí đạo nhưng không hề bán bản truyền thừa trí đạo hoàn chỉnh nào cổ trùng trí đạo dễ kiếm truyền thừa trí đạo lại càng khó có được nếu ta có được bản truyền thừa trí đạo hoàn chỉnh tin rằng ta có thể sử dụng ít ý chí để suy nghĩ nhưng có thể suy tính ra được nhiều thứ hơn khi đồng trường phàm còn sống ông được công nhận là đệ nhất cổ tiên trí đạo bắc nguyên truyền thừa của ông tất nhiên đã làm cho khương nguyên động tâm nhưng vắt ngang trước mắt khương nguyên lại là một con quái vật khổng lồ đồng tộc mặc dù đồng tộc đã mất đi đồng trường phàm nhưng vẫn còn mấy vị cổ tiên duy trì cục diện trái lại khương nguyên vừa mới kịch đấu hắc thành tiêu hao tiên nguyên thanh đề hết phân nửa khó mà tạo ra đại quân vạn ngã lần nữa bây giờ đã có rất nhiều cổ tiên ma đạo âm thầm đến đó mưu đồ truyền thừa trí đạo của đồng trường phàm năm đó khi đồng trường phàm còn tại thế hai đạo chính ma bắc nguyên đều bị thua thiệt trong tay ông ta rất nhiều người bị ông ta mưu tính nghe nói người kế thừa ông ta là đồng dư lượng còn có thiên phú và tài hoa hơn ông ta nhiều đại đa số cổ tiên bắc nguyên đều không muốn xuất hiện một đồng trường phàm thứ hai lê sơn tiên tử tiếp tục nói mấy ngày trước một số cổ tiên ma đạo đã chủ động tìm ta hy vọng có thể lợi dụng cổ sơn minh của ta đạt thành liên minh tạm thời mưu đồ truyền thừa trí đạo nhưng trước đó ta đã có minh ước với đồng trường phàm không thể ra tay đối phó với đồng tộc khương nguyên nếu ngươi cần ta có thể vì ngươi mà làm người bắc cầu để ngươi gia nhập liên minh bọn họ có tin tức tình báo chính xác hơn đối với việc ngươi tranh đoạt truyền thừa sẽ có sự trợ giúp rất lớn khương nguyên nghe xong không từ chối cũng không đồng ý để ta cân nhắc trước đã vấn đề này không vội hắc lâu lan nói hiện tại chuyện lớn nhất ở bắc nguyên chính là chuyện tần bách thắng bắt mã hồng vận triệu liên vân làm tù binh hai người này đang nắm giữ phần tinh hoa nhất của chân truyền vận đạo việc này đã dẫn động đại đa số cổ tiên hai đạo chính ma bắc nguyên thậm chí mấy lão quái bát chuyển ẩn mình nhiều năm cũng mơ hồ truyền ra phong thanh muốn xuất quan. Hắc Lâu Lan chào phúng, ha ha, tuy Tần Bách Thắng là cổ tiên thất chuyển, cường giả tán tu, chiến lực mộc đạo cường hoành, thậm chí còn mạnh hơn lão Tặc Hắc Thành. Nhưng chân truyền vận đạo quả thật quá phòng tay, hầu như toàn bộ cổ tiên Bắc Nguyên đều muốn đối phó ông ta. Hiện tại cổ tiên buôn tẩu khắp nơi đang sâu chuỗi lại. Tần Bách Thắng chỉ có một mình, cho dù có phúc địa cũng khó mà ngăn cản, thời gian sắp tới sẽ khổ đây hàn mang lấp lóe trong mắt khương nguyên hắn trầm ngâm nói ngươi và ta đều là người may mắn sống sót bên trong màn gió đại đồng mã hồng vận và triệu liên vân là người biết chuyện này mặc dù hai người bọn họ đã sớm rời khỏi nhưng bọn họ lại biết được tin tức của chúng ta là một trở ngại cho chúng ta hành tẩu bắc nguyên sau này sau khi phúc địa vương đình bị hủy diệt lầu chân dương bị sụp đổ vô tướng thủ đã mang tiên cổ đưa đến các nơi ở bắc nguyên toàn bộ giới cổ sư bắc nguyên hoàn toàn bị đảo loạn dung chuyển bất an những cuộc chiến đấu to nhỏ nhiều lần phát sinh về sau phần lớn tiên cổ lưu lạc xã ngoại đã được bắt lại lúc này cục diện mới yên ổn được một chút bây giờ lại xuất hiện tin tức tần bách thắng bắt hai người mã hồng vận làm tù binh thế cục bắc nguyên giống như sóng ngầm phun trào xung quanh tần bách thắng chân truyền vận đạo dần dần nhấc lên gợn sóng thời gian trôi qua nhất định sẽ diễn biến thành phong ba to lớn trong toàn bộ bắc nguyên khương nguyên so với các cổ tiên càng có một lý do để lẫn vào nhưng muốn bước chân vào cuộc phong ba to lớn như vậy dựa vào thực lực của khương nguyên ngày hôm nay vẫn còn yếu kém trò chuyện không được bao lâu khương nguyên cáo tử một mình trở về phúc địa hồ tiên âu dương vân sinh lưu lại chuẩn bị trị liệu cho hắc lâu lan hắc lâu lan vượt qua chi kiếp tiên cổ phúc địa bên trong tiên khiếu nhất định sẽ hỗn độn cần cổ giang sơn như cũ của âu dương vân sinh chữa trị hắc gia phúc địa thiết ưng nơi này là đại bản doanh của hắc gia bên trong phúc địa mênh mông trên lớn dưới nhỏ nhờ tinh anh tiên hiền đời thứ nhất hát ra mặt đất phúc địa thiết ưng vốn chỉ là một góc về sau càng lên cao không gian càng lớn bên trong bầu trời xanh rộng lớn hơn mức bình thường rất nhiều tổ chim ưng bằng gỗ trôi lơ lửng những tổ chim ưng này to bằng quả núi nhỏ rất nhiều thiết ưng nghỉ tại đây đàn ưng gáy lên số lượng đang bay tính bằng trăm vạn che khuất cả bầu trời cực kỳ tráng lệ ở một khoảng không bên trên phúc địa là một tòa đình viện nổi lơ lửng trên ngọn giả sơn của đình viện có xây một tòa đình nghỉ mát trong lương đình bốn vị thái thượng trưởng lão hắc ra đang ngồi chung quanh một cái bàn đá vuông biểu hiện mỗi người khác nhau sắc mặt thái thượng đại trưởng lão trang nghiêm thái thượng nhị trưởng lão thì nhắm mắt dưỡng thần thái thượng tam trưởng lão cau mày suy nghĩ thái thượng tứ trưởng lão đổ đầy mồ hôi trên trán không khí ngột ngạt vô cùng là sự yên tĩnh trước cơn bão táp đến tam trưởng lão đại nhân rốt cuộc là huynh muốn cân nhắc đến khi nào Thái thượng tứ trưởng lão không kiên nhẫn hỏi, thúc thúc thúc, lúc nào cũng chỉ biết thúc, ngươi không biết đây là thời khắc mấu chốt sao? Lúc này, nếu sơ sót dù chỉ một chiêu, mấy chục năm cố gắng của ta sẽ trôi theo dòng nước." Thái thượng tam trưởng lão tức giận nói. Ông quan sát Thái thượng đại trưởng lão phía đối diện, rồi lại nhìn Thái thượng nhị trưởng lão bên tay trái, nhưng biểu hiện của ai cũng không thay đổi. Thái thượng tam trưởng lão không nhìn ra được bất cứ manh mối nào, áp lực trong lòng không khỏi tăng lên. Đúng lúc này, một bóng người từ dưới bay lên, rất nhanh đã đến gần tòa lương đình nghỉ mát. Thái thượng nhị trưởng lão mở mắt, khoan thai nói, ồ, thì ra là Hắc Thành trở về. Hắc Thành tiến vào đình nghỉ mát, bái kiến lần lượt bốn vị thái thượng trưởng lão. Bốn vị thái thượng trưởng lão, bất luận tư cách, tu vi đều thâm hậu hơn so với ông. Còn chiến lực có mạnh hơn hay không, phải chân chính giao thủ mới có thể biết được. Nhưng trong một gia tộc, các cổ tiên cùng lắm là luận bàn với nhau một chút, sao có thể chân chính giao thủ được. Thế lực chính đạo, ngoại trừ môn phái Trung Châu, gia tộc bốn vực còn lại đều luận huyết mạch, bối phận. Cho dù Hắc Thành có chiến lực cao hơn, gặp bốn vị Thái thượng trưởng lão, vẫn phải thực hiện lễ nghĩa của vãn bối. Đại trưởng lão, đây là Hắc Lao, vãn bối xin hoàn trả lại. Sau khi Hắc Thành bái kiến bốn người xong, lập tức đưa tiên cổ phòng lục chuyển cho Thái thượng đại trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão tiếp nhận tiên cổ phòng Hắc Lao, ồ một tiếng, ngươi không sử dụng Hắc Lao sao? Xem ra hành động lần này rất thuận lợi khi nói ánh mắt đại trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn đá chỉ là thuận miệng hỏi hắc thành một chút mà thôi hắc thành mỉm cười đáp nhờ hồng phúc của bốn vị trưởng bối lần này ra ngoài thuận buồm xuôi gió thành công uy áp kiều gia kiều gia là bộ tộc cỡ lớn khi toàn tộc hắc gia táng mệnh bên trong phúc địa vương đình kiều gia vốn phụ thuộc hắc gia lập tức ngo ngoe muốn động ý đồ thoát ly hắc gia hừ cổ tiên kiều gia là kiều đông là ta dẫn đạo thành tiên qua hơn 10 năm đã sinh ra dị tâm rồi sao? Giọng điệu của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão nhàn nhạt, nhạt. Cho nên lần này, vãn bối đã ra tay dạy dỗ cho Kiều Đông một bài học. Trong vòng 5 năm, hắn ta sẽ không dám có suy nghĩ gì ngoài ý muốn. Hắc Thành ung dung cười nói. Cái gọi là uy áp Kiều Gia, đương nhiên là cái cớ mà ông ta đã chuẩn bị từ trước. Hắc Thành muốn đối phó với con gái Hắc Lâu Lan của mình, chính là hành vi trái đạo, chỉ có thể âm thầm mà làm ông ta mượn hắc lao vốn là muốn chấn áp hắc lâu lan phòng ngừa nàng tự bạo nhưng ông ta không thể nói trực tiếp với thái thượng đại trưởng lão như vậy vì thế ông ta mới dùng kiều ra làm cái cớ cho rằng để bảo đảm vạn vô nhất thất năm năm thái thượng nhị trưởng lão cười ha hả lắc đầu nói bây giờ đại cục bắc nguyên đang hỗn loạn hung phạm đánh sụp lầu chân dương còn chưa tìm được tiên cổ xuất hiện liên tiếp bên ngoài các phương tranh đấu không ngừng nhất là phong ba tần bách thắng lần này càng náo càng lớn liên quan đến chân truyền cự dương mấy lão quái bát chuyển đều có chút đứng ngồi không yên thái thượng tứ trưởng lão cũng thở dài không thôi lầu chân dương sụp đổ phúc địa vương đình cũng mất đi nói cách khác cuộc chiến vương đình không cần thiết phải tổ chức nữa tiếp theo phải làm sao đây bộ tộc hoàng kim thế lực siêu cấp sẽ có điều lệ gì thì cũng khó mà nói được hắc thành nghe đến đây hiểu ý gật đầu vãn bối biết rồi vãn bối nhất định sẽ giám sát chặt chẽ bộ tộc nhất là giám sát kiều gia Hắc gia và Trác gia đúng rồi. Lần này toàn tộc Hắc gia đều chết trong phúc địa Vương đình. Bên ngoài Bắc Nguyên không thể không có chiêu bài Hắc gia. Hắc Thành, ngươi hãy đến phúc địa khác cẩn thận chọn lựa, chọn ra một số tộc nhân đưa đến Bắc Nguyên gây dựng lại Hắc gia. Thái thượng tam trưởng lão vừa câu mày vừa nói. Vâng, tam trưởng lão cứ yên tâm, vãn bối đã an bài thỏa đáng. Nửa tháng sau, Hắc gia Bắc Nguyên sẽ một lần nữa trùng kiến lại. Hắc Thành hồi đáp. Tốt tốt giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự của hắc ra cho hắc thành ngươi chúng ta vô cùng yên tâm tam trưởng lão huynh còn có tâm tư quan tâm mấy chuyện này chi bằng mau mau suy nghĩ ra kết quả thì hay hơn rốt cuộc thì huynh muốn đánh quân nào tứ trưởng lão thúc giục ánh mắt thái thượng tam trưởng lão lấp lóe không khỏi do dự cuối cùng nghiến răng quyết định đánh ra một lá bài cùng lúc đó ông kêu lên tam điều trong nháy mắt biểu hiện của ba vị trưởng lão còn lại đều khác nhau Thái thượng đại trưởng lão cười ha ha, đẩy ngã quân cờ trước mặt, ha ha, ta hổ rồi. Ái cha, Thái thượng tam trưởng lão vỗ đùi thật mạnh, gãi gãi bộ dâu tuyết trắng của mình, ảo não không thôi, sớm biết thì ta đã không đánh tam điều mà đổi sang Lục Vạn rồi. Nghe xong, đổi lại thái thượng nhị trưởng lão trừng mắt. Ông đẩy ngã quân bài trước mặt của mình, kêu lên với tam trưởng lão, vậy thì ngươi đánh Lục Vạn đi, ta hổ. Đúng là đáng tiếc mà, tứ hay Lục Vạn thì cũng thắng. Được rồi, đừng ồn ào nữa, mau đưa tiền ra, ta đang chờ gỡ vốn đây. Thái thượng tứ trưởng lão không kiên nhẫn kêu lên. Này, đây chính là cổ phương mà ta nghiên cứu hơn 30 năm mới ra được đấy. Thái thượng tam trưởng lão nhận thua, lấy ra một con cổ đông xong đập xuống trước mặt thái thượng đại trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão cất con cổ đông xong, bây giờ đánh tiếp một ván nữa. Phải tuân theo quy củ, không được vận dụng bất cứ cổ trùng nào để gian lận. Trước ra tiền, chỗ của ta còn hai khối tiên nguyên thạch. Cổ Phương thượng cổ Cổ Yến Nguyệt. 20 khối thạch hôi tâm. Một đàn cá long nhãn cộng một con ngư hoàng. Ào ào ào. Tám cánh tay sen lẫn xào bàn đá, bắt đầu bốc bài. Hắc Thành im lặng đứng một bên, đối với việc bốn vị thái thượng trưởng lão Hắc gia đánh bạc đã tập mãi thành quen. Trò chơi của bọn họ có tên là chiến pháp ma tước tứ phương, là do một vị kỳ tài phàm nhân của Hắc gia phát minh ra, chủ yếu là để nịnh bợ thái thượng đại trưởng lão thái thượng đại trưởng lão có được lập tức cùng với ba vị thái thượng trưởng lão còn lại mỗi ngày đều nhìn chút thời gian tranh tài đọ sức kịch chiến không ngớt công việc của hắc gia hầu như do hắc thành phụ trách các vị trưởng lão vãn bối xin cáo lui hắc thành nói đi 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 các vị thái thượng trưởng lão khoát tay bọn họ đã bắt đầu vòng bài mới không khỏi trả lời qua loa một đám thiết ưng bay đến bên ngoài đình nghỉ mát không ngừng gáy gọi bỗng nhiên đàn ưng tản ra Độ ra ba con hoang ưng lục chuyển theo thứ tự là một con long ưng khí thế bàng bạc hai con thiết quan ưng điều luyện tuyệt luân đi 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 thái thượng tam trưởng lão phất tay không vui ồn ào quá ha ha thái thượng đại trưởng lão mỉm cười vung tay ném ra rất nhiều thức ăn đàn ưng vui sướng kêu lên không ngừng tranh đoạt trên không trung hắc thành rời khỏi phúc địa thiết ưng một đường bay thẳng đến hướng tây nam bay được nửa chén trà thì gặp tuyết tùng tử tuyết tùng tử đã trị liệu xong không còn hình ảnh chật vật không chịu nổi lúc trước. Nhìn thấy Hắc Thành, hắn ta thở dài, sự việc phiền phức rồi. Ta vừa mới nhận được tin tức, ngươi có biết tiên cổ định tiên du là do ai khống chế không? Hắc Thành hỏi lại, ý của ngươi chính là tiên hạc môn, một trong thập đại cổ phái Trung Châu. Ngươi đã biết rồi, từ khi nào vậy? Giọng điệu của tuyết tùng tử có vẻ không vui. Hắc Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không bao lâu. Trước đó đồng trường phàm đã tính ra được sự kiện lầu chân dương có liên quan đến Trung Châu. Bây giờ, gã Tiên Cương thần bí bên cạnh Hắc Lâu Lan lại nắm giữ Định Tiên Du, bọn họ rất có khả năng cùng một nhóm. Tuyết Tùng tử nheo mắt, không khỏi trầm tư. Nói thật, tin tức này khiến hắn ta rất bất ngờ. Hắn ta vốn cho rằng hắn ta chỉ cần đối phó với một cô gái phàm nhân, không nghĩ đến lại có liên quan đến con quái vật Tiên Hạc môn. Mặc dù hắn ta gia nhập Đại Tuyết Sơn, nhưng đây lại là một liên minh lỏng lẻo. Cổ Tiên Ma đạo bình thường đều vì tư lợi, không đoàn kết như chính đạo tình huống của hắc thành cũng không tốt hơn là bao mặc dù ông ta là cổ tiên hắc gia nhưng chuyện đối phó với con gái ruột của mình xấu xa như vậy làm sao có thể công khai mặc dù rất nhiều cổ tiên chính đạo trước một bộ mặt sau một bộ mặt nhưng ít ra nhìn cũng quang minh chính đại chuyện của hắc thành không thể để lộ ra ngoài ánh sáng bởi vậy ông ta chỉ có thể hành động một mình cho dù mượn hắc lao cũng phải dùng cái cớ khác hừ vốn cho rằng chỉ đánh chết một con mèo không nghĩ đến lại rước một con hổ Hắc Thành, ta mặc kệ. Dù sao, ta cũng nắm được thóp của ngươi, ta cần 500 khối tiên nguyên thạch. Âm dương duyên thọ pháp, ngươi cũng phải chép cho ta một phần. Tuyết Tùng Tử lên tiếng, biểu hiện dữ tợn. Hắn ta cũng chẳng hợp tác chân thành với Hắc Thành. Lúc này ý thức được bối cảnh đám người khương nguyên thâm hậu, lập tức đánh chống lui quân. Ánh mắt Hắc Thành lóe lên hàn mang nguy hiểm. Ông ta nhìn thẳng vào Tuyết Tùng Tử, chậm rãi nói, ngươi cũng biết tình huống của ta. Ép ta chết, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngươi cũng chẳng chiếm được cái gì. Ngươi, ngươi không sợ. Hừ, ta không bắt được Hắc Lâu Lan, không hấp thu được tuổi thọ của nó, trước sau gì cũng phải chết, còn cần thanh danh chi nữa. Tuyết Tùng Tử bị biểu hiện vô lại của Hắc Thành làm cho tức giận, toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng, nghĩ không ra đường đường là Hắc Thành đại nhân lại có bộ mặt này. Hắc Thành thở ơ nhún vai, ha ha, tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tuyết Tùng Tử, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng, chuyện cho đến bây giờ ngươi có thể thoát thân sao? Mục đích trả thù của Hắc Lâu Lan rất mạnh. Phía sau lại có Lê Sơn Tiên Tử làm chỗ dựa. Ngươi nghĩ rằng Đại Tuyết Sơn sẽ coi trọng ngọn núi thứ bảy của ngươi hay là coi trọng Tam Đương Gia. Còn có một tin tức nữa, ta muốn nói cho ngươi biết. Cổ tiên Trung Châu đang muốn động đậy, thập đại cổ phái hợp thành liên quân muốn đột nhập Bắc Nguyên. Bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên đều rất loạn. Ta muốn mượn cổ tiên Trung Châu đối phó Lê Sơn Tiên Tử, chuyện mượn đao giết người này căn bản không vi phạm thể ước đại tuyết sơn chứ sắc mặt tuyết tùng tử tái đi hắc thành ngươi dám uy hiếp ta nếu ngươi làm ta tức giận ta sẽ phơi bày chuyện xấu của ngươi cho bản dân thiên hạ biết tuyết tùng tử giận dữ hét lên hắc thành cười lạnh vậy thì ngươi làm nhanh đi nói thật cho ngươi biết tô tiên nhi là quân cờ của đại tuyết sơn các ngươi mấy chục năm trước các ngươi cố ý sắp xếp một kế hoạch để ta chui vào tận lực tiếp cận ta để đánh vào cao tầng hắc gia cái gọi là tô tiên dạ bôn chẳng qua chỉ là một âm mưu không lâu sau đó tô ra liền bị diệt môn ngươi cho rằng là hắc gia chúng ta ra tay hừ là đại tuyết sơn các ngươi vì tô tiên nhi mà dọn dẹp thôi quét sạch dấu vết của mình cái gì tại sao ta lại không biết chuyện này nghe được tin tức kinh người tuyết tùng tử khó mà tin được ngươi thì biết cái gì ngươi chẳng qua chỉ là chủ nhân ngọn núi thứ bảy mà thôi cao tầng đại tuyết sơn vĩnh viễn chỉ có ba vị đương gia Ta biết ngươi không tin, nhưng trong tay của ta có chứng cứ xác thực. Hắc Thành móc ra một con cổ đông song vứt cho Tuyết Tùng Tử. Tuyết Tùng Tử tiếp nhận cổ đông song, rót thần niệm vào, một lát sau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hắc Thành ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tiêu điều, năm đó, mặc dù ta được công nhận là hạt giống cổ tiên, nhưng tuổi nhỏ vô tri đã rơi vào tính toán. Tô Tiên Dạ Bôn, ha ha, tô tiên dạ bôn chẳng qua chỉ là một trận bày mưu tính kế của hai phái chính ma mà thôi ta thành thân với tô tiên nhi về sau có hắc lâu lan đó cũng được xem là khoảng thời gian hạnh phúc nhưng có một ngày có một vị cổ tiên đến trước mặt ta ném vào mặt ta chứng cứ đanh thép cái mà ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một phần trong những chứng cứ đó mà thôi tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy tuyết tùng tử lẩm bẩm có những chứng cứ này hết thảy đều đảo ngược cho dù hắc thành dùng âm dương duyên thọ pháp tính kế vợ của mình nhưng đây cũng là chính ma bất lưỡng lập hành động của hắc thành là quân pháp bất vị thân chẳng những không bị chỉ trích ngược lại còn được người ta tán thưởng ngươi lừa ta ngươi đang lừa ta tuyết tùng tử chỉ thẳng tay vào hắc thành tức giận vô cùng hắn ta vốn tưởng rằng mình đang chiếm cứ thế chủ động nắm được thóp của hắc thành không nghĩ đến lại bị hắc thành hãm hại tuyết tùng tử ngu ngốc đi theo hắc thành bắt giữ hắc lâu lan lại kịch chiến với đám người lê sơn tiên tử khiến cho tình cảnh của hắn ta trở nên đáng lo vô cùng hắc lâu lan lê sơn tiên tử và thế lực cổ phái trung châu đều là bóng ma không thể tan trong lòng tuyết tùng tử hắc thành rời khỏi hoài niệm nhìn chằm chằm tuyết tùng tử bây giờ ta đã có được chứng cứ mới còn nhớ khi hắc lâu lan độ kiếp đã gọi lê sơn tiên tử là gì không lê sơn tiên tử và tô tiên nhi rất có khả năng có quan hệ máu mủ trong tay của ta có máu của tô tiên nhi cũng có máu của hắc lâu lan sau này đối chất với đại tuyết sơn ta cũng có được chứng cứ xác thực tuyết tùng tử hít sâu mấy hơi cố gắng chấn định khá lắm hắc thành quả nhiên ngươi không tầm thường ta trước sau chẳng qua chỉ bắt chẹt ngươi mấy chục khối tiên nguyên thạch lập tức bị ngươi lôi xuống nước không sai ta nhất định phải thừa nhận cho dù ngươi ra tay đối phó hắc lâu lan trăm phương nghìn kế cũng muốn bắt lấy nàng ta cũng có thể lấy cái lý do phụ thân quản giáo con gái hy vọng con gái lạc đường biết quay lại chỉ cần ngươi không vận dụng âm dương duyên thọ pháp với hắc lâu lan trong tay của ta sẽ chẳng có thóp nào của ngươi nhưng mưu đồ của ngươi phải dừng ở đây rồi ngươi thế đơn lực cô đối phương lại là thế lực trung châu liên thủ ha ha hắc lâu lan đã trở thành tuyệt tiên lực đạo ngươi lại càng khó bắt được nàng ta hắc thành im lặng tuyết tùng tử càng nói tư duy lại càng nhanh nhẹn tình cảnh của ta đáng lo cuộc sống của ngươi cũng chẳng tốt hơn ngươi hại tô tiên nhi hắc lâu lan báo thù hận ngươi đến xương tủy cho nên hai người các ngươi đã bị buộc chung cùng với nhau chỉ có thể hợp tác với ta các ngươi mới có hy vọng thắng một giọng nữ đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện giữa tuyết tùng tử và hắc thành là ai tuyết tùng tử giật nảy người một bóng người xuất hiện đây là một vị nữ cổ tiên một thân áo tím quyến rũ động lòng người gương mặt diễm lệ của nàng hiện lên nụ cười dụ hoặc tuyết tùng tử không phải là hạng người thiếu hiểu biết sau khi ngây ra một lúc hắn ta kịp phản ứng thì ra là Khương Ngọc Tiên tử. Hắn ta chợt quay sang nhìn Hắc Thành. Cổ Tiên Bắc Nguyên đều biết, Khương Ngọc Tiên tử là phòng thứ 27 của Hắc Thành, cũng là cổ tiên ám đạo, có được tiên cổ ám độ, có thể ẩn tàng linh cơ, quấy nhiễu suy tính. Sở dĩ Hắc Lâu Lan có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng không vì đại lực chân vũ thể mà tự bạo, cũng bởi vì Khương Ngọc Tiên tử ra tay, vận dụng tiên cổ ám độ, phong ấn khí tức thập tuyệt thể của Hắc Lâu Lan, phòng ngừa thiên địa cảm ứng nào biết hắc thành nhìn thấy khương ngọc tiên tử thái độ lại lãnh đạm vô cùng hừ một tiếng quả nhiên nàng đã đến rất nhiều năm trước lần đầu tiên ta mang chứng cứ tô tiên dạ bô ném vào mặt chàng ta đã từng nói một câu khi cần ta xuất hiện ta sẽ xuất hiện khương ngọc tiên tử nở nụ cười thần bí thế nào trước đó ta cũng đã nói chỉ dựa vào một mình chàng là không bắt được khắc lâu lan đâu ngược lại sẽ càng náo càng lớn chàng chỉ có hợp tác với ta mới có hy vọng tuyết tùng tử nhìn hắc thành rồi lại nhìn khương ngọc tiên tử ánh mắt do dự thái độ của hắc thành và khương ngọc tiên tử khiến hắn ta ngạc nhiên thân phận của khương ngọc tiên tử quả nhiên không đơn giản dường như đại diện cho một thế lực thần bí nào đó sở dĩ hắc thành có thể biết được âm mưu tô tiên dạ bôn là nhờ khương ngọc tiên tử nhắc nhở hắc thành cúi mặt xuống khương ngọc tiên tử có thể đến gần ông ta như vậy mà không bị phát hiện điều này khiến cho hắc thành lại càng kiên kỵ khương ngọc tiên tử hơn Mặc dù ngoài mặt Khương Ngọc Tiên Tử là tán tu Bắc Nguyên, ái thiếp của Hắc Thành, nhưng trên thực tế, trên người nàng ta lại bao phủ một tầng mê vụ. Hắc Thành lại im lặng. Ông ta không e ngại đại quân vạn ngã của Khương Nguyên. Trên thực tế, trong lòng ông ta còn có chút khinh thường. Mặc dù ông ta không có thủ đoạn chính diện chống lại đại quân vạn ngã, nhưng cổ tiên tác chiến phải nói đến so đấu toàn phương diện. Chỉ từ việc đại quân vạn ngã không đuổi kịp Hắc Thành là có thể thấy được, đại quân vạn ngã không có sức uy hiếp quá lớn đối với Hắc Thành trận chiến trước đó nếu không phải hắc lâu lan chủ động rút lui chờ đến khi hư ảnh lực đạo tiêu tán hắc thành nhất định sẽ chiếm thế thượng phong thậm chí còn đặt vững thắng cục cho dù tuyết tùng tử bị đại quân vạn ngã đuổi chạy trên dưới tán loạn trong lòng cũng không cần lo lắng tương lai sẽ tái chiến khương nguyên nguyên nhân nằm ở chỗ vạn ngã là sát chiêu tiên đạo khương nguyên phải rót vào tiên nguyên quá nhiều nhưng lại không cách nào chân chính giết địch tuyết tùng tử chỉ cần vận dụng sát chiêu phàm đạo là có thể chống đỡ liên tục tiêu hao vài lần, tiên cương khương nguyên còn có bao nhiêu tiên nguyên chứ? Một khi tịt ngòi, đó chính là lúc tuyết tùng tử phát uy thu thập khương nguyên. Hắc thành kiên kỵ chỉ là bối cảnh khương nguyên, là tiên hạc môn, là cổ tiên trung châu. Ông ta cũng không ngờ rằng, sau khi điều tra định tiên du xong lại dính đến một con quái vật khổng lồ như thế. Lầu chân dương 88 góc sụp đổ đã được đồng trường phàm tính ra là do cổ tiên Trung Châu đang dở trò quỷ. Cổ tiên Trung Châu có thể phá hư bố trí của cự dương tiên tôn, huống chi đối phó với một hắc thành ông ta giống với hắc thành tuyết tùng tử cũng có lo lắng tương tự bọn họ đều bị bối cảnh của khương nguyên dọa sợ nếu biết tiên hạc môn đang trăm phương nghìn kế đối phó khương nguyên bọn họ tuyệt đối sẽ không khẩn trương như vậy bây giờ xem ra chỉ có thể hợp tác với nàng mới có khả năng thành công nhưng trước khi hợp tác để tỏ rõ thành ý nàng có nên nói cho ta biết nàng đại diện cho thế lực nào hay không sau khi suy nghĩ hắc thành hỏi khương ngọc tiên tử Khương Ngọc Tiên tử trầm ngâm một lát, nàng biết Hắc Thành là người khó đối phó. Nếu nói dối hoặc từ chối, chỉ sợ đối phương sẽ phải tay áo bỏ đi ngay. Thế là nàng quyết định nói thật, nói cho các người biết cũng không sao. Ta đại diện cho thế lực trải rộng năm vực, có tên là Ảnh Tông. Hắc Thành và Tuyết Tùng Tử nhìn nhau. Phúc Địa Hồ Tiên, Trung Châu. 28 viên tiên nguyên thanh đề, nửa khối tiên nguyên thạch. Khương Nguyên kiểm tra tài sản trong tay mình. Trải qua trận chiến độ kiếp của Hắc Lâu Lan, tài sản và vốn liếng Khương Nguyên vất vả tích lũy lúc trước lập tức trở về con số gần bằng không. Trước trận đại chiến, Khương Nguyên có đến 91 viên tiên nguyên thanh đề. Nhưng sát chiêu vạn ngã được thúc giục gần 50 lần, hình thành 50 vạn đại quân hư ảnh lực đại. Bên trong kịch chiến, Khương Nguyên nhiều lần thôi động cổ nhạc sơn nhạc thủy, cổ lưu lạc thiên nhai, tiêu hao thêm 10 viên tiên nguyên thanh đề. Bởi vậy, số tiên nguyên thanh đề còn lại của hắn chưa đến 30 viên. Không chỉ như vậy, Ta còn nợ Lê Sơn Tiên Tử 15 khối tiên nguyên thạch, Địa Linh Lang Gia 15 khối. Lê Sơn Tiên Tử có thể nợ được bao lâu thì nợ bấy lâu. Nhưng Địa Linh Lang Gia thì phải mau trả sớm. Thời gian kéo càng lâu, tiền lãi sẽ càng cao. Quan hệ giữa Khương Nguyên và Địa Linh Lang Gia cũng chỉ là quan hệ làm ăn. Khi Địa Linh Lang Gia cho Khương Nguyên mượn tiên nguyên thạch, mặc dù không phải công phu sư tử ngoạm, nhưng vẫn dựa theo lệ cũ, thu một phần lãi. Nói cách khác, Khương Nguyên ít nhất phải trả cho địa linh lang gia 16 khối rưỡi tiên nguyên thạch. Vượt qua một tháng, dựa trên tiền lãi, phải thêm nửa khối nữa. Hai tháng là ba khối tiên nguyên thạch, cứ thế mà suy ra. Cho dù không đến một tháng, hắn cũng phải trả một khối rưỡi tiên nguyên thạch, đây gọi là lãi giữ gốc. Không có lợi ích, có ai vô duyên vô cớ cho người ngoài mượn tiền chứ. Ban đầu, Khương Nguyên và đám người Lê Sơn tiên tử đã từng có ước định, một bên giúp đỡ một bên khác, có thể nhận được phần đền bù gấp đôi cái giá đã bỏ ra. Ước định này, khi Khương Nguyên đại chiến Hắc Thành đã được thực hiện qua. Nhưng lần này, Khương Nguyên không chỉ trả một cái giá hơi cao, mà còn chiếm được lợi ích rất lớn. Lực đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới cấp tông sư. Biến hóa đạo từ không đến có, tăng vọt đến cấp đại sư. Tạo nghệ phi hành tăng lên cấp chuẩn tông sư. Hắn còn nhận được cổ phương tiểu gia tử khí, được giảm 15 khối tiên nguyên thạch tiền nợ những lợi ích này đã vượt qua cái giá mà khương nguyên bỏ ra bởi vậy lê sơn tiên tử không cần phải bù cho hắn nữa bây giờ nghĩ lại chỉ sợ hắc lâu lan cố ý sắp đặt kế hoạch ý đồ lợi dụng chân ý ma tôn để ta bán mạng khương nguyên nhớ lại cảm thấy mình đã rơi vào trong tính toán của hắc lâu lan nếu không phải chân ý ma tôn khương nguyên tuyệt sẽ không tiêu hao nhiều tiên nguyên thanh đề hình thành đại quân hư ảnh lực đạo như vậy nếu chiến cuộc không tốt khương nguyên hoàn toàn có thể rút lui dù sao trong minh ước cũng không có điều khoản tử chiến không lùi hắn và đám người hắc lâu lan hạ minh ước tuyết sơn vẫn rất thoải mái liên quan đến điều này khương nguyên trong lúc chiến đấu đã mơ hồ phát hiện ra nhưng đây là dương mưu cho dù khương nguyên phát hiện ra ý đồ của hắc lâu lan hắn cũng muốn đâm đầu vào dù sao quả ngọt cũng quá lớn bên trong hang động dưới lòng đất tràn ngập vầng sáng trí tuệ năm màu linh chi thấp bé sinh trưởng xung quanh cổ trí tuệ đang nằm trên linh chi vương không nhúc nhích Khương Nguyên ngồi cách đó không xa, nhờ vầng sáng trí tuệ không ngừng thôi diễn. Thật lâu sau, hắn thở ra một hơi, cổ phương tiên cổ thứ hai đã hoàn thành. Hắn nhìn xuống tiên nguyên thanh đề của mình, vốn đã không còn nhiều, chỉ còn hơn 20 viên. Bây giờ liên tục suy tính hoàn thành hai tàn phương tám thành, hắn chỉ còn lại 11 viên. Tàn phương tiên cổ thứ ba, độ hoàn thiện tám thành sáu, 11 viên tiên nguyên thanh đề cũng đủ rồi. Khương Nguyên nhìn tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy trong đầu, vẫn chiếu sáng rực rỡ, không hề có chút dị dạng. Cách Hắc Lâu Lan độ kiếp đã qua một khoảng thời gian dài. Bởi vì trong lúc kịch chiến, liên tiếp thôi động, tiên cổ tịnh hồn đã đói đến mức suy yếu. Tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy cũng được thúc giục rất nhiều lần, nhưng vẫn trong trạng thái tốt đẹp, không hề kêu đói. Ban đầu Khương Nguyên cũng cảm thấy rất kỳ quái, về sau hỏi ý chí mặc giao bên trong tiên khiếu của mình, lập tức hiểu ra được nguyên nhân. Thì ra, giả ý của mặc dao thỉnh thoảng vẫn cần bổ sung mặc dao không có cổ giả ý chính là dùng rất nhiều cổ trùng đem nhạc ý hóa thành giả ý trong quá trình nuôi nấng điểm quan trọng cần phải chú ý nhất chính là tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy được giả ý của mặc dao nuôi nấng đầy đủ cũng không như trước đó khương nguyên đã đoán đói rừng no cũng rừng vì thế cho dù khương nguyên thúc giục nó nhiều lần khoảng cách đến lần cho ăn tiếp theo của cổ nhạc sơn nhạc thủy vẫn còn một khoảng thời gian hiển nhiên đây là một chuyện tốt nên biết rằng nếu cứ cưỡng ép thúc dục tiên cổ đang bị đói sẽ dẫn đến tiên cổ tử vong. Chỉ là tiên cổ tịnh hồn đang bị đói, có lẽ chỉ cần Khương Nguyên thôi động sát chiêu tiên đạo vạn ngã thêm lần nữa, tiên cổ tịnh hồn sẽ chống đỡ không nổi mà bị hủy diệt. Suy tính cổ phương tiên cổ là phương thức kiếm tiền chủ yếu nhất của Khương Nguyên bây giờ. Nếu cổ nhạc sơn nhạc thủy bãi công, Khương Nguyên sẽ lâm vào khốn cục thêm lần nữa.